Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn hai cái máy lọc nước. Một cái là của hãng Lifan 150. Một cái là của Insean 130. Hai cái dòng máy này đều làm mát bằng nước các bác nhé. Đấy. Máy Lifan và máy Insean. Đây, chi tiết từng con một đây. Con này thì dung tích xi lanh là 150. Đấy. Còn con Insean này là dung tích xi lanh là 130. 130 thì nó thực tế của nó sẽ là 124. Đấy, hai cái con này thì nó có một cái sự khác biệt, đấy là cái dòng Lifan này ấy, thì trục của nó sẽ là cốt trục 17 19 mm nhé. Còn cái con Insean này là cốt trục của nó là 17 mm. Tí em sẽ quay cái mặt bên kia của cái động cơ cho các bác xem. Đây là mặt bên phải. Đây là mặt phải này. Đấy. Đây là két nước của nó đây các bác nhé. Còn phụ kiện thì nó sẽ có cổ chế này, chân khởi động này, cần khởi động, cần số này, và chế này, hoặc khí này. Đấy. Thì nó sẽ đi kèm theo bằng đó món. Đấy. Đây là cái mặt bên trái của hai con này. Mặt bên trái của con Lifan này 150, đây nó ghi thông số là 150 đây. Đấy. Còn đây là mặt trái của con động cơ Insean 130. Hàng thì tất cả hàng thì đều có chứng chỉ xuất xưởng và tem kiểm định chất lượng các bạn nhé. Đấy, nó có những cái tem như này này. Hàng Lifan thì có mã vạch này. Đấy. Mã vạch thì thường là những cái hàng xuất châu Âu thì nó hay sử dụng mã vạch. Còn hàng Trung Quốc xuất châu Á thì nó, với lại hàng nội địa thì nó hay dùng mã QR. Mấy cái dòng này thì đều là dòng 5 số nhá. Con này là 1 2 3 4 này. Và một số mo là 4 là 5 số này. Và con này cũng 1, 2, 3, 4 và một số mo này. Đấy. Hai con này thì nhìn kích thước thì nó tương đối là ngang ngang nhau thôi. Tuy nhiên nó chỉ khác nhau về cái phần dung tích xi lanh, phần trục. Trục cốt nhông này là 19, còn trục con 130 này là 17. Đây, nó nhỏ hơn hẳn. Tất cả các dòng số lùi đều lắp vừa cái này nhé. Riêng đối với những cái dòng máy Trung Quốc sản xuất ấy, thì số lùi của nó lắp là gần như là 100% là vừa luôn. Các bác là đóng xe ba bánh hoặc là xe chơi thì đều là rất là đơn giản thôi, lắp vừa khít luôn. Đây, như con này nó ghi này, dung tích xi lanh này. Đúng 150 luôn các bác nhé. Đấy, con này dung tích xi lanh ghi đúng 150 luôn. Còn những cái dòng máy Insean ấy, thì thường thường nó sẽ là 124. Còn riêng dòng máy Lifan thì bao giờ cũng đủ dung tích thực tế luôn. Đấy, mọi thắc mắc về sản phẩm, giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0966 818 955 hoặc 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.